Cặp đấu đáng chú ý khác, Sturm Graz sẽ có cuộc tái đấu với Dynamo Kiev tại lượt về trên sân nhà. Ở trận lượt đi trên đất Ba Lan cách đây một tuần, đại diện của giải vô địch quốc gia Áo đã phải nhận thất bại 0-1. Chính vì thế mà nhiệm vụ ở trận lượt về tới đây sẽ khá nặng nề khi phải thắng với cách biệt từ 2 bàn trở lên mới có thể ngửa dòng. Với lợi thế sân nhà, dĩ nhiên hy vọng là có với Sturm Graz, bởi tại Merkur Arena họ thường chơi tốt, đặc biệt là giai đoạn từ đầu năm 2022 tới nay khi sau 8 trận thi đấu chính thức đã giành tới 6 chiến thắng và chỉ để thua 1. Tuy nhiên đó là những kết quả ở sân chơi quốc nội, trong khi tới đây nhiệm vụ là ở đấu trường châu Âu, lại trong tình cảnh đang phải chịu bất lợi. Hơn hết chính là sự khó chịu đến từ đối thủ bên kia chiến tuyến. Đây là điều ít ai ngờ tới, bởi trước đó với những hình ảnh tiêu cực từ tình hình an ninh và chính trị của đất nước mình, đại diện Ukraine không được đánh giá cao cho khả năng đi tiếp ở cúp C1 năm nay. Thế nhưng họ đã làm tất cả phải thán phục bởi màn trình diễn ngay từ vòng loại thứ 2 vừa rồi. Cụ thể, để có mặt ở vòng đấu này, thầy trò huấn viên Lucescu cũng đã vượt qua đối thủ sừng sỏ là Fenerbahce bằng chiến thắng quyết định ngay trên đất Thổ Nhĩ Kỳ. Đến vòng loại thứ 3 này, dù tiếp tục phải chơi trên sân trung lập ở lượt đi, nhưng Dynamo Kiev còn làm tốt hơn khi có bàn dẫn trước và tạo lợi thế lớn trước Sturm Graz. Với những gì đã thể hiện như thế, lại thêm việc chỉ phải cần hòa là đi tiếp ở lượt về tới đây, thầy trò huấn luyện viên Lucescu rõ ràng được đánh giá cao hơn nhiều. Thêm nữa, những diễn biến trên sàn giao dịch châu Á cũng không thực sự ủng hộ đại diện nước Áo khi chỉ xếp kèo chấp 1/4 cùng điểm ăn bỏ sâu. Trong hoàn cảnh buộc phải thắng lại có lợi thế sân bãi, đây rõ ràng không phải tín hiệu tích cực. Chính vì vậy mà sẽ khó đặt niềm tin cho đội chủ nhà ở trận đấu tới. Trên phương diện tổng bàn thắng, mặc dù cần có bàn để nuôi hy vọng ngược dòng, thế nhưng sẽ khó để hàng công của Sturm Graz tạo ra khác biệt trước hàng thủ đầy chắc chắn đã được thể hiện ở những trận vừa qua của Dynamo Kiev. Vì vậy khả năng xuất hiện kịch bản tương bừng bàn thắng ở cuộc đọ sức tới đây là không nhiều. Thêm vào đó thì nhà cái cũng chỉ xếp kèo tài xỉu 2/1/4, vậy nên mốc dưới được xem là lựa chọn phù hợp hơn. Chốt kèo trực tiếp trước giờ bóng lăn, truy cập aegon1.net.